niệm Phật xong đó con xin hồi hướng giảng sanh cho tất cả chúng sanh nhà con và những nguyện của con nữa, của nguyện bảy đời của con nữa. Dạ được. Yeah. Các vị hồi hướng cho cả pháp giới chúng sinh này, cả giảng sanh vẫn được. Yeah. Nhưng mà thiên hạ được hay không, không phải là vấn đề quan trọng. Yeah. Xin thưa với các vị, các vị sau một thời khóa tụng kinh, một thời khóa ngồi thiền, mà các vị nguyện cả cho pháp giới chúng sinh này đều được giảng sanh, các vị có mất cái công đức nào không? Không. Các vị phải thấy quan trọng đây này. Có những cái cô đó ngày xưa cô gặp tôi cũng nói thầy, con thì con tu, con cũng hồi hướng cho ba má con được giảng sanh, tức là ba má con chết rồi, nhưng mà thầy con cũng khổ vậy, cho nên con hồi hướng con phải chừa con miếng chứ không lẽ con hồi hướng hồi hướng ba má con hết rồi con giờ cũng khổ nữa rồi sao? Xin thưa các vị, đó là vậy. Vì các vị thông thường chúng ta hiểu theo cái sự thật như thế này, chúng ta có ăn chén cơm mà chúng ta đem cho thiên hạ hết chén cơm đó, chúng ta đói còn gì. Chúng ta hiểu như một sự thật trên cuộc đời. Các vị biết rằng công đức nó không có hình tướng, nó dựa vào tâm mà để lớn nhỏ là tùy tâm của người ta. Có thể nhiều khi chúng ta cúng chùa rất ít mà thành tâm rất cao cho nên công đức rất là lớn. Còn mình cúng chùa rất nhiều nhưng mà kiêu ngạo, hay là chúng ta không biết thương yêu, không có từ bi như thế, cúng rất nhiều nhưng mà thật sự công đức không có nhiều. Các vị phải thấy được như vậy. Điều này thì nó phải là một cái đề tài lại, nhưng mà nói ít để cho cô hiểu thêm. Hồi hướng trong đạo Phật nó không mang nghĩa là mình hồi hướng như vậy các thiên hạ được hết trơn à. Không có bao giờ. Nếu được như vậy thì trên cuộc đời này không ai đau khổ hết các vị. Phải thấy được như vậy. Nhưng hồi hướng người ta được hay không chưa biết, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta tu là phải có đại bi tâm, phải nghĩ đến chúng sinh. Vì vậy một công đức này chúng ta vì hồi hướng là không nghĩ hạnh phúc hay là phước báo riêng cho mình, mà mình nguyện tất cả chúng sinh. Xin thưa các vị nguyện như vậy, công đức các vị không mất mà nó còn lớn lên gấp hàng trăm lần, tùy tâm lượng các vị. Như vậy các vị có thể hồi hướng cho tất cả đều về cực lạc. Cái việc đó là để phát khởi từ bi tâm của một con người có một cái lòng từ bi nghĩ đến tha nhân, để chúng ta trải lòng ra, chúng ta không bị ích kỷ, không bị ràng buộc bởi cái tâm là của làm gì cho chính mình thôi. Nhờ hồi hướng như vậy mà tâm chúng ta cởi mở, và mai này chúng ta có thể thừa nhận và thương yêu được tất cả mọi người bằng trái tim, bằng lòng từ. Vì vậy khi các vị thực hiện điều đó, để tập cho mình có một cái từ tâm từ lúc các vị bắt đầu tu hành, cho nên bài kinh nào cũng có hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là như vậy. Chứ đừng có đọc tới nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, cái tới đó cái chúng ta dừng lại, thôi hướng về cho tôi thôi, rồi qua câu khác là đọc tiếp. Các vị đừng nghĩ như vậy. Để kể các vị nghe câu chuyện này để các vị thấy được rằng ý nghĩa của hồi hướng và nguyện nó có giá trị như thế nào. Xin thưa các vị, ngày trước tôi có đọc cái mẫu chuyện đó là của một cái bà lão đó, đến gặp tổ ngài Triệu Châu. Bà lão bà cảm thấy đời bà làm thân nữ suốt đời khổ quá, cho nên bà lại gặp ngài Triệu Châu. Bà mới nói như thế này, nói dạ thưa ngài, suốt đời con làm thân nữ khổ quá, cho nên bây giờ con muốn ngài nguyện cho con làm như thế nào để sau này con đổi lại thân nữ thành tướng trượng phu này kia kia nọ. Thì ngài Triệu Châu ngài gật đầu, ngài nói được thôi, bà theo tôi mình lên chánh điện. Thì lên chánh điện á, thì ngài Triệu Châu mới đốt nhang và nói với bà lão vậy: tôi nguyện thế nào bà hãy nguyện theo tôi y như thế ấy. Thì bà lão bà răm rắp bà nghe lời. Thì ngài Triệu Châu mới đối diện trước Phật, thì ngài mới cầu nguyện rằng, ngài nói là mười phương chư Phật á, làm sao gia độ trì cho tất cả những chúng sinh nào thân tướng nữ đau khổ nhất trên cuộc đời này, họ được thân tướng trang nghiêm hết, còn riêng cái thân của nữ tiện tỳ này xin suốt đời nguyện làm thân nữ chịu hết kiếp hèn mọn của chúng sinh. Bà nghe tới đó bà mới khiều ngài Triệu Châu. Bà nói: hòa thượng, ông có nghe lộn không? Tôi nói với ông mà tôi nguyện trên cuộc đời này cho mình tôi thôi, tôi để tôi được làm thân á, tượng phu để đừng đau khổ này kia kia nọ, còn chúng sinh đau khổ bật kệ nó chứ, mắt mới giờ mắt tôi chịu hết cho thiên hạ. Thì lúc đó ngài Triệu Châu mới quay ra mới giái bà một xá, ngài nói: bà làm thân nữ suốt đời. Các vị thấy ngay chỗ nào? Cho nên câu của cô hồi nãy thầy đã nói như vậy để cô thấy rằng cứ nguyện
cứ sống vì người thân, cứ nguyện vì chúng sinh. Các vị cảm thấy như vậy, các vị không bao giờ làm cho công đức mình nhỏ lại, mà công đức mình càng tăng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các vị máy móc. Nghe thầy nói vậy mơ mốt về cứ làm gì cứ hồi hướng hết. Hồi hướng được như vậy nhưng mà phải xuất phát từ trái tim. Khi các vị nghe thầy nói, các vị phải về quán chiếu từ trái tim, là các vị cởi mở lòng ra với những người thân, người thù, kẻ thân, người sơ. Các vị phải trải tâm được với họ bằng trái tim này. Con nguyện san sẻ tất cả những công đức và hạnh lành này để san sẻ được với chúng sinh. Đó mới là ý nghĩa thật của hồi hướng. Cho nên thầy hồi hướng, thầy xưa nay cái lời nguyện trong kinh điển đó, thầy ít khi nào muốn các vị là học thuộc lòng lắm. Thầy đã nói trong nhiều bài giảng rồi đó. Tất cả lời nguyện này thầy muốn các vị bày tỏ từ tâm. Các vị nguyện có thể không thành văn nó hay như vậy, nhưng mà phải trái tim các vị, tâm nguyện các vị hành trì và nguyện lên, thì thầy tin rằng câu nguyện đó nó có sức mạnh hàng trăm lần so với các vị đọc thuộc lòng một bài hàng ngày. Các vị nên nhớ là như vậy.